mạch này hai kênh chạy phát chống hú dead b revert dạng đặc biệt ha. Đây. Revert dạng đặc biệt nó sử dụng IC lập trình riêng ha, nó không có đi chung với con Bluetooth đâu, nó chỉ xử lý riêng cho cái con cho cái phần revert thôi. Như vậy tốc độ xử lý nó sẽ cao hơn, do vậy là cái tiếng revert nó sẽ mượt hơn. Và nó kết hợp với phần chống hú ha, mọi phần lập trình revert echo nó kết hợp chung với phần chống hú đó, thì như vậy là cái tốc độ xử lý nó sẽ nhanh hơn đó, khi mà tích hợp chung ha. Thì như vậy cái tiếng kê và phần chống hú nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều ha. Đây là qua mặt rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Mẫu mạch xem như mẫu mạch đặc biệt á, mẫu mạch đặc biệt Bluetooth LCD ha. Dưới đây là cái phần cái phím chức năng phím chức năng. Như với những cái hiệu ứng này thì rất hay khi mình sử dụng cho livestream hoặc là một buổi thuyết trình. Đây, phối livestream này. Thì ở đây nhấn vô thì đỡ mạch hoạt động ha, mạch hoạt động chức năng ca nhạc, karaoke, hát nhạc bình thường đó, mà nhả ra là chức năng live stream. Thì số anh em mà nhả ra là nó không phát ra loa nha, lưu ý. Tưởng đâu mạch hư chứ thật ra là nhấn cái nút này. Cái nút này nhấn vô thì mạch phát ra lo, lúc nhẽ ra thì không có phát ra lo, đang ở chức năng livestream ha. Thì tận dụng đối với mạch này, tận dụng thì mình cắm micro có dây hoặc là sử dụng micro không dây để livestream luôn ha, để livestream luôn. Này là có hai cái ngõ vào cho khối livestream. Có livestream nè, có hai ngõ vào nè. Một cái mình kết nối với điện thoại phát livestream, một cái mình kết nối điện thoại để bắt phát nhạc. Thì mình đã sử dụng chức năng Bluetooth rồi. Monitor này là cổng monitor nè. Ok chưa? Đó. Thì các thiết kế này nó hay ở chỗ là mình chuyển trạng thái nhạc qua livestream riêng ha. Đây. Bluetooth là màn hình LCD. Thì cấp điện mình sẽ thấy nó có nhiều cái hay lắm ha. Đây mình giới thiệu nhanh cho các anh em thôi ha. Thì nó có hiển thị bài hát, mình có thể nhìn được cái tên bài hát luôn, đầy đủ luôn khi mình sử dụng USB hoặc là thẻ nhớ. Ok, mình sẽ nói qua về cái phần tín hiệu ngõ vào. Tín hiệu ngõ vào là audio in này ha. Thì mình kết nối với TV, cái này nó khác biệt so với một số mẫu mạch khác là cái jack AV. Tại sao nó xuất hiện cái cổng Canon này? Thì để mình kết nối nó chắc chắn hơn, kết nối chắc chắn hơn, tiếp xúc nó tốt hơn. Đắt tiền hơn mà, rất anh đâu đắt tiền hơn. Thì số anh em nói là nó khó kết nối thì nó cũng đơn giản thôi, nó cũng tương tự thôi, cũng có là render thôi, ba chân thôi, đâu khác gì đâu. Nhiều anh em nói là có một cổng là mono, không phải, nó ba chấu nè, không ba chấu nè, LR render. Còn đây là hai ngõ ao. Đó, để cho phép mình kết nối từ hai lo, lấy tín hiệu qua thôi ha. Cái lo full, đó, cái lo full, cái lo sub. Nếu có cái mạch khác nữa thì mình có thể kết nối qua, chuyền qua.
dẫn đến là có hai cái thùng lo full, một thùng lo sạch. Cho nên nó mới xuất hiện tới hè ha, mới hè. Ý nó là vậy ha. Còn phần chỉnh nhạc này, chỉnh nhạc thì mình chỉnh ba cái vol này kết hợp với equalizer. Thì mục tiêu đó nó chỉnh âm thanh nó chi tiết hơn. Đó. Các cái tầng chỉnh nét hơn. Đó. Chỉnh nét hơn. Ở đây là equalizer dạng giải tầng rộng ha. Đó. Dùng điện áp đôi. Giải tầng nó rộng hơn. Có led nhấp nháy theo nhạc luôn. Led này nhấp nháy khi mình ca nó cũng nháy theo, nó theo cái tần số mà ha, với phần nhạc nữa. Thì hai cái cần này cho phép mình chỉnh chép này, cần giữa cho mình chỉnh cái âm trung này, hay cần chỉnh phần bass này. Nếu mình chỉnh so bass này, nó kéo tần số nó thấp xuống gần như tiếng sấp luôn. Này là phần cắm điện 220, đây cục biến thế đây. Dây trang bị khá dài ha. Thì đây để mình cho thùng lo đứng luôn, thùng lo đứng 75 cm, đỡ mạch kéo lên thấu lên cao luôn, đỡ cái điện áp ở dưới thùng luôn. Thuận tiện không? Nếu mà cục biến thế dây ngắn thì mình thua, không đỡ dưới thùng được đâu. Này on up, này on up của led, led nhé theo nhạc á, mình lắp vô đây nè. Này ngõ ra 12V này. Nếu led của mình 12V mình kết nối trực tiếp vô luôn. Cái này cũng ngõ ra out thôi, biết cái out thôi, không có chức năng gì hết. Ở đây nó là trống ha. Thì khi anh em muốn cần, đây là ngõ ra hai kênh, mạch hai kênh đó, mạch hai kênh, mạch hai kênh này. Mạch hai kênh thì như vậy là mình này đang đỡ trống này. Đỡ trống thì mình kết nối một kênh với cái speaker out này, mình kéo ra ngoài. Chứ hiện tại hiện trạng nó là không có kết nối gì hết. Còn nếu mà không sử dụng thì bỏ qua. Bỏ qua. Có nhiều anh em nói đỡ xuất hiện đó làm gì. Ý của nó là vậy. Nếu mình không sử dụng hai thùng lo tách biệt thì cái này bỏ qua. Còn nếu mình sử dụng một mạch này mà hai thùng lo rời ra luôn á, thì mình kết nối một kênh vào cái giắc mic công này. Nó ra hai kênh này. Ok chưa? Mặt này thì thuộc dạng là đặc sắc nhất hiện nay rồi, âm thanh này cực nét luôn ha. Thì công suất thật của mạch này là 250W cộng 250W công suất thật, đánh cho loa 4 tắc đôi, 5 tắc đôi đánh ok. Hoặc là mình có thể sử dụng 3 bát, 3 bát cũng được. Một kênh mình lắp với có hai cách lắp. Một kênh mình thể lắp bát 5 tấc. Kênh lại mình lắp hai bát 4 tấc. Hoặc là một kênh mình lắp 4 tấc. Hai kênh còn lại lắp hai bát 3 tấc. Thì đó mặt này đánh hai cái bát con 75 là đánh ok. Ok. Thì mình cũng đã test cho các anh em qua một số video rồi ha. Đây mình hướng dẫn các anh em gì chi tiết hơn, một số cái mình chưa hiểu, đã chưa hiểu. Đối với cách lập trình của bo này để chỉnh cho hay thì anh em phải phối ba cái bo này, reverb, delay, echo. Thì mỗi mặt nó có cái cách chỉnh khác nhau. Nếu mình chỉnh hợp lý thì âm thanh nó ra là hay nhất. Thì tùy theo mỗi người, mình sẽ có cái cách chỉnh khác nhau. Ở đây mình thông thường mình chỉnh reverb nè. Nếu mình kè thùng reverb, mình đẩy reverb mắc lên nè. Delay min nè. Delay min nè. Delay đỡ theo mình là đỡ giữa.
giảm eco xuống min luôn. Đó. Thì đây là mình đang ke thun revert này ha, ke thun revert. Nếu như mình ke có eco thì mình đẩy eco lên. Nhưng eco đừng quá nhiều, nếu nhiều quá thì nó ác đi cái revert luôn ha, ác đi revert luôn. Mình thích ke revert mà, mình phải đỡ revert nhiều hơn. Đó. Thì đa phần giờ là các anh em là thích ke revert hơn. Đó. Mid bass, mid chép, mid von, guitar. Đó. Này ai cổng guitar điện này. Đó. Này nút chống hú nè. Nút chống hú nè. Thì nếu mình đứng solo mình ke thì mình không cần chống hú làm gì ha. Nhưng mà đối với lo kéo thì gần như mình phải nhấn nút chống hú. Tại sao? Mình cứ ngồi trước lo mình ke thôi ha. Đó. Mà ke gần nữa thì điều bắt buộc là phải có chống hú. Thì tất cả ba mạch bên mình là ưu tiên phải có chống hú, tại lo kéo nó ngồi gần thì phải chống hú à. Đó. Nó khác với cái âm ly, âm ly mình có khoảng cách cũng khá xa và nó treo nó cao lên thì không cần chống hú mình cũng có thể sử dụng được, nhưng mà lo kéo không có chống hú thì nó khi sử dụng nó sẽ nó gây ra nhiều cái phiền phức lắm ha. Mình phải ngồi xa có khoảng cách nó mới không có bị hú. Còn nếu có chống hú thì mình ngồi trước lo luôn với khoảng cách gần luôn, mình cũng không sợ khi hú nó sẽ dở gây hư trét, rít lên cái hư trét và hư mạch luôn ha. Nếu mà nhiều lần quá thì mạch nó nóng và sẽ hư theo luôn ha. Này bo mạch chạy phát đánh bass rất là mạnh, âm thanh là sắc bén ha. Mình đã test video vào thùng cho các anh em xem rồi ha. Thì đây mình nói lại một số cái điểm mà các anh em đã còn thắc mắc. Còn thắc mắc ha. Đây là hai cổng anten này, cổng anten micro này đó, để chi mình phát sóng tốt hơn đó, mình đi xa hơn đó. Thì một số cái micro thì mình ngay cái UHF luôn thì mình cũng phải tăng cường sóng thôi, vì nó cũng không phải là quá xa, sóng U cũng không phải là khoảng cách quá xa, mình cũng tăng cường thêm thì nó sẽ khoảng cách nó xa hơn đó. Này anten Bluetooth này thì muốn xa hơn thì tăng cường xa, tăng cường anten nó xa hơn. Đây là mẫu mạch âm thanh sắc nét ha, sắc nét, ke là reverb tuyệt vời luôn á. Ra chưa? Rồi mình kết thúc video tại đây ha.